Chào mừng anh chị đã đến với kênh của Avino White. Ngày hôm nay em Quân sẽ giới thiệu tới anh chị một chai rượu ống đỏ có tên là September Pilsner 2019. September Pilsner 2019 là một chai rượu ống đỏ cao cấp và nổi tiếng, được sản xuất từ giống nho Pilsner. Đây là chai rượu vang đến từ nước Pháp. Rượu vang này có một màu đỏ ruby sáng, hương thơm đầy tinh tế với hương thơm của trái cây đỏ chín mọng, hoa hồng và gia vị nhẹ nhàng của gỗ sồi. Rượu vang này để lại một cảm giác tươi mới, có cấu trúc tannin mềm mượt, độ axit cân bằng và để lại một hậu vị kéo dài và tươi mới trong vào miệng. Đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời và hoàn hảo để anh chị có thể kết hợp chai vang này với những món ăn từ thịt bò, thịt lợn, sườn nướng và các loại phô mai. Và đây cũng là một chai rượu vang rất tuyệt vời để anh chị có thể sử dụng hàng ngày hoặc dùng để làm quà tặng thì cũng rất là hợp lý. Và vừa rồi là chia sẻ của em Quân về một chai rượu vang đỏ có tên là September Pilsner 2019. Mời anh chị tham khảo và gửi tới Avino để được em Quân và nhân viên hỗ trợ phục vụ anh chị tốt nhất. Anh chị hãy đăng ký kênh của Avino White để được xem những video mới nhất của Avino. Cảm ơn anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo.